Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 của gió mùa Đông Bắc là những ngày trời xanh và gió mạnh, rất thích hợp cho thả diều. Hồi đó, chúng tôi thường làm diều giấy để chơi vì giấy dễ tìm từ những cuốn tập đã học của năm trước còn để lại. Nếu ai không còn tập cũ thì có thể lấy trong những cuốn tập mới. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ rứt ở nhiều cuốn tập khác nhau, mỗi cuốn vài tờ. Vì nếu rứt giấy nhiều quá, làm tập bị mỏng sẽ rất dễ bị cô giáo la khi mang tập lên lúc trả bài. Khi đã có được giấy, tôi sẽ xếp nó lại bằng cách lấy một đầu giấy bên này gấp qua cạnh bên kia sao cho hai mép của nó được bằng nhau từ góc trên dọc theo đến phía dưới, rồi dùng ngón tay đè mạnh ở phần cong để nó tạo thành một đường xếp rõ ràng. Sau đó cắt phần bên dưới đi, ta được hình vuông có một đường chéo ở giữa như thế này. Tiếp theo, tôi sẽ đi tìm một đoạn tre hoặc trúc, chẻ lấy hai nang và bót cho láng mịn. Một nang thẳng có kích thước bằng đường chéo này, một nang khác dài hơn có thể uốn cong thành một vòng cung để căng được hai mép giấy của thân diều. Ta sử dụng phần giấy dư lúc nãy, cắt thành những miếng nhỏ với bề ngang khoảng 3cm và bề dài 4cm. Sau đó, tôi vào nhà bếp lấy một ít cơm nguội để làm keo, dán cố định hai nang tre vào thân diều. Tôi dùng vài hạt cơm pho một lớp mỏng đều mảnh giấy, rồi dán lên nang tre đã được để sẵn trên đường chéo. Ta làm tương tự với chỗ ở trên và ở dưới. Tiếp theo, tôi dán một mảnh giấy ở dưới góc bên của diều, đặt thanh trúc lên trên và dán úp mảnh giấy lên nó, rồi để yên một lúc cho khô. Bây giờ, ta uốn cong thanh trúc để tạo một vòng cung hướng lên trên, rồi dán lại ở mép bên này. Bạn có thể dán nó thêm một lần nữa cho chắc và dán hai chỗ phía trên của vòng cung. Sau đó, chặt bỏ phần trúc dư đi. Chúng ta có được một thân diều với khung hoàn chỉnh. Bây giờ, ta sẽ làm đuôi cho diều. Tôi lấy một tờ giấy đôi, cắt thành những miếng giấy dài có bề ngang khoảng 3 hàng. Với kích cỡ của diều này, tôi cần cắt khoảng 4 tờ để làm hai đuôi cho nó. Tiếp theo, chúng ta sẽ nối các mảnh giấy lại với nhau. Tôi lấy cơm nguội, thoa lên một đầu của miếng này, rồi đặt miếng kia lên. Chúng ta cứ tiếp tục làm tương tự như vậy. Ở đây, tôi đã dán 8 mảnh giấy cho một đuôi diều và có được hai đuôi bằng nhau như bạn thấy. Sau đó, ta dán hai đuôi này vào góc dưới của thân diều. Việc chính đã xong, tuy nhiên để diều được đẹp hơn, tôi cắt thêm hai mảnh giấy có hình tam giác và dán vào góc dưới của nó. Tất cả đã hoàn thành, chúng ta được một chiếc diều giấy có hình như một máy bay với hai đuôi khói dài bên dưới. Bây giờ, ta sẽ tìm dây cho diều. Ngày xưa, chúng tôi không có điều kiện để mua dây thả diều như hiện nay. Do đó, tôi ra phía sau nhà tìm lấy cuộn dây câu đang treo của cha. Bạn thấy dây này được tạo thành bởi rất nhiều sợi quấn lại. Một sợi to có tới 9 sợi nhỏ. Vì thế, chúng tôi thường dùng loại này để tháo ra lấy từng sợi rồi nối chúng lại với nhau. Khi đã có được nhiều dây, tôi sẽ sử dụng một chiếc lon thiết buộc dây vào và quấn xung quanh mặt ngoài của lon. Bây giờ, chúng ta đã có được một cuộn dây như thế này để buộc vào diều. Bạn lấy một xiên tre hay cọng chổi, ghim qua diều để tạo lỗ xỏ cho dây. Một chỗ tại vị trí giao nhau của hai thanh tre và một chỗ khác tại chót đuôi của thân diều. Bây giờ, chúng ta sẽ buộc dây vào. Khi buộc xong tại một chỗ, bạn nhớ để dây trùng một đoạn dài gần gấp đôi khoảng cách giữa hai chỗ ghim rồi mới buộc mối còn lại. Sau đó, ta căng dây trùng này và từ từ thâu lại để nó tạo thành một hình tam giác có góc vuông ở chỗ ngón tay, rồi thắt nút dây ngay tại vị trí đó. Cuối cùng, tôi sẽ buộc dây từ lon vào vòng dây này. Tất cả đã xong, ta sẽ đem nó ra đồng để thả. Chúng tôi hay thả diều vào những lúc trời rần trưa, vì lúc này những giọt sương bám trên lá lúa hay lá cỏ đã tan hết, lỡ diều có rơi xuống cũng sẽ không bị ướt. Ngoài đồng trống mênh mông có gió rất mát, tôi đứng trên bờ ruộng cầm dây và đưa diều ra xa để hứng gió. Khi diều đã đón được gió, ta tiếp tục thả dây ra cho nó bay cao hơn nữa. Chúng ta thả dây một cách từ từ và thỉnh thoảng dừng lại để diều căng dây và bay lên. Nếu ta thả dây quá nhanh sẽ làm diều bị trùng và rơi xuống. Vào những lúc diều đã bay ở độ cao như ý, chúng tôi rất thích nhìn theo diều và thưởng thức cảnh nó bay trong gió với một tâm trạng đầy phấn khích. Con diều với hai đuôi dài bên dưới, nhiều người lại thấy nó giống như một con sứa đang bơi trong nước hơn là chiếc máy bay mà tôi đã tưởng tượng ban đầu. Lúc cầm dây diều, chúng tôi thỉnh thoảng ngắt những cọng cỏ, buộc vòng vào dây. Khi gió thổi mạnh, những cọng cỏ sẽ trượt theo dây và đi lên cao, có khi nó chạy lên tới trên diều. Hồi đó, mọi người gọi trò chơi này là đưa thư về trời. Đến buổi trưa, trời đã nắng nhiều hơn, tôi sẽ để lon thiết xuống, rồi tìm một cục đất to và nặng để chắn ngang nó. Với cách này, bạn vẫn có thể giữ được diều mà không cần phải cầm dây, sau đó ta có thể vào bóng mát và ngồi nhìn diều mặc sức bay lượn trong gió. Hoặc có thể vào nhà ngủ trưa. Đến chiều mát, chúng tôi sẽ đi ra đồng, cuốn dây diều lại và đem nó vào nhà cất để ngày mai thả tiếp.